Thưa quý vị, và qua số hotline của kênh VTC9, chúng tôi cũng nhận được phản ánh của khán giả Ngô Minh ở xã Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết ông Minh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Thời gian qua, do thấy một bên mắt bị mờ, ông được gia đình cho đi thăm khám ở Trung tâm Kỹ thuật cao Bệnh viện Mắt Trung ương và kết quả thăm khám cho thấy ông bị đục thủy tinh thể ở hai mắt và được chỉ định là mổ thay thủy tinh thể. Và trước khám, một bên mắt của ông vẫn sáng, một bên mờ. Tuy nhiên, sau khi mổ xong một thời gian thì ông thấy rằng cả hai mắt không những không sáng mà còn mờ hơn. Và với vấn đề này thì phóng viên của VTC9 đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương nhằm giải đáp những thắc mắc của ông Ngô Minh. Làm việc với nhóm phóng viên, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh nhân Ngô Minh được đến khám và phẫu thuật thay thủy tinh thể mắt phải ngày 20 tháng 5 năm 2020. Sau đó, bệnh viện tiếp tục chỉ định cho bệnh nhân thay thủy tinh thể thêm mắt trái. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được xuất viện, bệnh viện không nhận được phản ánh nào từ gia đình bệnh nhân. Bệnh nhân đã được đến khám và phẫu thuật ngày 20 tháng 5. Thì sau khi cái mắt phải nó mổ được thủy tinh, đến ngày hôm sau thì đã được khám lại. Thì tất cả mọi quá trình, tất cả cái kết quả thì cũng bệnh nhân cũng là hài lòng. Sau đó thì cái mắt bên trái thì cái quá trình đục thủy tinh nó cũng khá là nhiều. Khá nhiều và thì có được tư vấn là nếu mà nhà xa thì có thể là các bác là phẫu thuật luôn hai mắt, cái quy trình ở đây nó vẫn là bình thường, mổ hai ngày hai mắt được, không thấy có người nhà cũng như bệnh nhân là có phàn nàn về cái điều gì về cái kết quả thị lực. Lý giải về việc vì sao sau mổ thay đục thủy tinh thể một tuần, mắt bệnh nhân vẫn mờ, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết do tuổi của bệnh nhân đã cao nên cần một thời gian để phục hồi. Lúc mới mổ và ở cái tuổi mà 87 tuổi thì nó cũng không, cái hồi phục nó cũng không phải là hoàn toàn nhanh chóng. Thế sau đó thì ở đây quy trình thì sau khoảng 3 tuần sau, nghĩa là sau mổ 1 tháng thì bệnh nhân sẽ được khám lại và lúc này sẽ được đo khúc xạ để thử kính. Đánh giá ca mổ thành công, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương cho rằng sau mổ, bệnh nhân muốn nhìn rõ hơn sẽ cần mang thêm kính. Thì về tổng thể lại thì chúng tôi thấy thứ nhất là bệnh nhân đã được chỉ định đúng để phẫu thuật. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mổ thì không có biến chứng gì, cuộc mổ an toàn. Cái thứ ba nữa là cái thị lực nhìn xa của bệnh nhân là được cải thiện hơn so với trước mổ. Còn thị lực nhìn gần, nếu bệnh nhân muốn đọc sách, muốn xem điện thoại thì sẽ phải cần đeo cái kính, giống như người ngoài 40 tuổi phải đeo cái kính. Được biết, sau khi nhận được phản ánh của VTC9, Bệnh viện Mắt Trung ương đã mời bệnh nhân Ngô Minh đến thăm khám, giải thích và làm các thủ tục cần thiết cho bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân hiện cũng đã yên tâm với phương pháp điều trị của bệnh viện.